Xin chào mọi người đã đến với Bilo. Và như các bạn vừa thấy một cái bãi chiến trường đấy. Thì bây giờ mình đang phải soạn đồ. Hôm nay là ngày thứ 2 này. Mai là thứ 3. Tức là mình sẽ phải đi ra Hà Nội để chuẩn bị một số thứ cái nữa. Và cuối cùng là ngày kia là thứ 4, là ngày mình phải quay trở lại New York rồi mọi người ạ. Mình yên tâm nhé, đây là cái vlog thì chỉ là mình thông báo thôi, chứ còn về cái summer booking nó vẫn đang diễn ra rất là nhiều. Mình đã quay rất nhiều rồi nhưng mà chỉ chậm một chút thôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ phải soạn đồ này rồi mình sẽ gặp lại các bạn sau. Are you going, going so fast tonight? Have you ever stopped beside the road to smell the rose of life? Take a breath now, don't hold it in too long, 'cause you might end up missing out on life's short little song. She's saying, ooh, you've got one life to live. Chào tất cả mọi người đã quay trở lại với New York. Mình đã ở New York rồi. Và bây giờ thì đã là 1:20, 1:30 rồi. Mình vừa mới về phát đây, mình về đây tầm 12 giờ. Xong rồi đi ăn uống với anh bạn. Mình phải cầm cái này không, tại vì zoom các bạn nhìn lại khó. Thực ra thì hôm nay rất là phấn khởi vì sau 14 tiếng vừa rồi ngồi trên máy bay, ôi trời ơi nó mỏi là mỏi. Thì xuống đây ăn thủ tục khá là nhanh và được cảm thấy quay trở lại New York thật là phấn chấn đấy. Và đây đặc biệt nhất là xin giới thiệu các bạn, đây là phòng mình đấy, ở kia nhá, kia là phòng ngủ, à đây là giường ngủ của roommate của mình. Đến trước mất rồi, dành mất cái phần cửa sổ buồn quá. Nhưng không sao, mình ở đây, đồ đạc đang vứt đây này, chưa dọn gì cơ, phải quay luôn cho các bạn. Còn đây là chỗ tủ bàn học này, riêng này, rồi tivi này, tủ lạnh này. Đấy, bên kia nó cũng tương tự. Còn đây là phòng tắm nhá. Mình chưa nói các bạn là mình ở nguyên lại cái chỗ mà năm ngoái mình đã ở ấy, nhưng mà chỉ là khác phòng thôi. Phòng này nó hiện đại một chút và nó rộng hơn rất là nhiều. Có cả thêm hai cái tủ quần áo không phải để chung như đợt trước. Và đồng thời có cái gương đằng sau. Cái điều kiện ngắm rồi. Còn phần chất nhất mọi người ạ, đây cho mọi người xem. Đợt này phòng mới của mình như này nó có cả cái cửa sổ nó nhìn ra tít bên Manhattan và cầu Manhattan luôn đấy, rất là đẹp. Nhưng mà ấy, nó không chỉ là mình cái này đâu, nên là đợi mình tắm một chút nhá, mình tắm nghỉ ngơi một chút rồi mình sẽ cho các bạn thấy tại sao nó lại là nơi mà mình để chọn để ở như này. Hello, xin chào buổi sáng. Các bạn thấy không? Đẹp không? Đây là phòng mình lúc buổi sáng sớm. Không cảnh đẹp không? Còn mình thì sau một cái hôm qua mình đã bảo với các bạn là mình sẽ cho các bạn thấy toàn cảnh ngôi nhà. Đúng. Nhưng mà mình đi ngủ mất một chút. Các bạn đã thấy một cái edit được không? Đấy, nhìn hình ảnh nó rất là đẹp. Hình ảnh cả cái khu trong ở dưới đây này, nó là một cái gọi là
một cái ký túc xá thôi, nhưng mà đây là ký túc xá của một tư nhân đấy, kiểu tư nhân chứ không phải của trường. Nhưng mà thực sự nó cực kỳ tiện nghi này. Nó cách trường mình có hai bến tàu mà ngay ở dưới này là bến tàu của mình, nên là mình rất là thích ở đây. Kể cả ở xung quanh này là một cái khu neighborhood nó rất là yên bình ấy. Kiểu nó không nhộn nhạo như ở bên kiểu Financial District. Còn ở dưới đây thì nó cũng có rất nhiều cửa hàng, kiểu siêu thị ngay đối mặt luôn. Siêu thị, đúng không? Siêu thị cực kỳ gọi là mình thấy là phù hợp với mình để mình ở đây. Và bây giờ thì mình nghĩ là mình sẽ nghỉ một chút này, chúng ta sẽ nghỉ một chút và sau đó thì chúng ta sẽ lúc này mình vừa mới ăn sáng rồi, xin lỗi các bạn, mình vừa mới ăn sáng và bây giờ thì chúng ta sẽ có một buổi tập, một buổi workout thật là nhiệt chung ngày hôm nay, sang giai đoạn 2, ngày đầu tiên của giai đoạn 2. Và hôm nay chúng ta sẽ tập ngực, xô và vai. Hãy chuẩn bị đi, chúng ta sẽ gặp lại nhau trong một ít phút nữa. I am feeling lonely in a morning, man, it's time to end the ride. Fading into slowly, with those gonna lift me up this time. You were the only one who got me tripping up inside. All the words you told me, am I reading something different from your eyes? See you, for a moment even hope that I could feel you. I see you, all that I wanted was to tell you that I need you. Pumping thoughts are running wild. We got a good thing going, while we got our feelings amplified. Like staying to the morning, countless hours spending by your side. You look at me, I'm soaring, seeing all the truth behind your eyes. See you, for a moment even hope that I could feel you. Xin chào mọi người. Sau buổi tập hôm qua, để cho mọi người biết là bây giờ mình đã là 6 giờ sáng của ngày hôm sau rồi. Hôm qua thì sau khi mình tập, về cũng có ăn uống đấy, rồi gọi là dọn phòng dọn phép một chút, các kiểu các thứ. Xong rồi kiểu mình bị jet lag mà, xong rồi kiểu dành cả ngày hôm qua nó cứ đơ đơ người ấy, nên là cũng chỉ có ngủ nghe một chút, rồi thành ra là bây giờ là tầm 6 giờ sáng rồi. Đấy, nó cũng bừng sáng ở ngoài kia rồi ấy. Nói với chứ cái hôm qua nhá, hôm qua là một cái buổi tuy là mình cũng quay ấy, nhưng mà mình cảm thấy nó khác hoàn toàn so với những người lần trước mình quay.
Mình cảm thấy hôm qua cái nhiệt khi mà mình được trở lại phòng gym ấy, nó tăng lên rất là nhiều. Kiểu tất cả những bài đấy nó tập rất là điên cho mình ấy. Và hôm nay này, sáng nay lúc mà mình ngủ dậy ấy, ôi ngực này bây giờ nó thực sự là đau. Và đồng thời cái show của mình ấy nó cũng rất là tê ấy. Nên là cũng khá là hài lòng chứ không phải là không hài lòng đâu. Tuy là mình chưa lấy được cái đồ mà nấu ăn, à cái đồ đấy là mình đã gửi phải gửi ở bên này trước khi mình về ấy, nhưng mà mình chưa lấy được về. Nên là hiện tại bây giờ cố gắng ăn kiểu tốt nhất có thể thôi ấy. Chẳng hạn như là có khi phải ở ngoài hàng thì chẳng hạn này. Rồi như sáng nay mình dậy sớm là mình đi mua yến mạch, rồi chuối, rồi trứng các kiểu về ăn tạm rồi ấy. Nhưng mà ok, làm sao miễn là mình làm quen lại dần dần. Còn như tiêu đề mình đã nói là sắp tới những cái dự định của mình khi sang quay trở lại đây ấy, thì mình sẽ vẫn tiếp tục làm video cho mọi người, đương nhiên rồi đúng không, không thể thoát khỏi được rồi. Nhưng mà với những cái video về summer boxing này ấy, như vừa rồi thì mình cảm thấy là cái lượng video nó ra khá là chậm. Và hầu hết là những các bài tập của mình ấy, mỗi tuần nó sẽ gần giống nhau, nó chỉ khác một ít số reps, khác một chút bài tập. Nên là mình nghĩ ấy, khi mình sang đây rồi ấy, thì mình sẽ quay mỗi tuần một video cho các bạn. Và mỗi video ấy nó sẽ thể hiện một bài tập. Có thể có tuần mình sẽ phải quay hai video liền, vì là cái chương trình này nó chỉ diễn ra trong 5 tuần mà chúng ta lại phải tập 6 buổi một tuần đúng không? Thì là sẽ có tầm đấy 6 video cho mọi người để phản ánh luôn của cả cái phase 2 này. Và tại vì mình cũng muốn làm sao để đem lại, phải update lại cho mọi người những cái gì mà mình kiểu làm sao cho mọi người update được cái hoàn cảnh của mình bây giờ ấy. Chứ tại vì là mình thấy cái timeline rồi cái thời gian mà mọi người theo dõi trên video mình nó có lộn xộn hết cả lên, làm cho mọi người không hiểu là bây giờ mình đang ở đâu. Với có những bạn là hỏi mình tại sao là mình đã sang New York rồi mà lại vẫn làm phòng tập ở Việt Nam chẳng hạn. Đấy là nhiều người không hiểu. Thì đấy, những cái đấy là mình rất muốn làm sao để nhanh cho mọi người. Nên là những cái video như này thì mình sẽ cho ra dần dần. Đặc biệt là những cái summer booking, yên tâm là cái 5 tuần đầu kia thì nó vẫn đang ra nhá. Yên tâm, tại vì mà mình quay hết rồi, mình có người quay cho. Chứ còn bên này thì về góc quay nó khá là hạn chế vì mình chỉ dựng lên được thôi. Chứ còn nếu mà sang kia, bên kia ở Việt Nam ấy, thì mình có người quay cho. Nên là ở đây mình sẽ căn xem là buổi nào mà mình có người đi tập cùng hộ ấy, thì mình sẽ cho họ quay để làm sao cho mọi người có thể thấy được gọi là toàn diện nhất các bài tập. Còn đấy, bây giờ thì như mình vừa nói ấy, hôm nay mình jet lag 4 giờ sáng dậy rồi. Thì thực ra 1 giờ mới đi ngủ mà 4 giờ sáng dậy rồi. Nên là mình cũng phải mua đồ ăn và chuẩn bị ăn rồi. À, ăn xong rồi, bây giờ đang nghỉ ngơi. Và chút nữa thì mình sẽ đi tập. Đi tập buổi chân ngày hôm nay. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ không quay được cho mọi người. Thật tiếc quá, nhưng không sao, mọi người yên tâm nhá. Cái kế hoạch của mình ấy, kế hoạch của mình trong thời gian tới này, thì như mình vừa nói với mọi người, tại vì mình mới có hoàn thành được 1 tháng của boxing tử tế ở nhà thôi, nên là mình vẫn muốn thêm 3 tháng nữa. Và trong 3 tháng này mọi người hãy đợi rất là nhiều tips của mình nhá. Mình vẫn không, đương nhiên là mình sẽ luôn luôn ra các video rồi, và nó sẽ phải tầm thêm 2-3 giai đoạn nữa. Nên là mọi người cứ theo dõi nhá. Những cái bài tập nó thực sự rất là hữu ích. Và mình sẽ làm những cái lịch tập mỗi tuần như thế để đăng ở dưới video, để làm sao mọi người có thể theo dõi hoàn thiện tốt nhất được các cái lịch tập này, rồi cũng như bài tập. Nên là mọi người đợi nhá, không phải lo đâu. Mình cũng sẽ muốn đem lại tất cả những cái gì tốt nhất cho mọi người. Nên là những cái này nó sẽ đi kèm theo những cái vlog, để làm sao mình sẽ cố gắng làm những vlog ở cuộc sống ở bên đây này, cho mọi người thấy là mình sống như thế nào này, rồi cái gì tốt nhất ở đây, rồi cái gì mà mọi người nên tránh. Nói chung là rất là nhiều điều mà hiện đang trong đầu mình đang nảy ra rồi. Và mình sẽ có kế hoạch để làm trong một ngày không xa. Ok, vậy
mình cũng rất cảm ơn các mọi người đã theo dõi đến thời gian này. Và mình rất là buồn vì phải nói lời chia tay Việt Nam. Mình rất muốn ở lại để làm cho mọi người nhiều cái hơn nữa ở Việt Nam. Và cũng rất xin lỗi nếu mọi người chưa cảm thấy ưng ý lắm với cái video đợt này. Nhưng mà mình sẽ hứa hẹn những lần sau về Việt Nam, mình sẽ tạo ra những cái chương trình nó thật sự là chuyên nghiệp hơn nữa khi có đội ngũ thực tế rồi. Và kể cả ở đây thì mình sẽ đầu tư thêm công sức, rồi đầu tư thêm bạn bè ở đây, kêu gọi bạn bè để làm cùng mình, để làm sao đem lại cho mọi người những cái video có chất lượng thật sự tốt nhất. Và bây giờ thì mình phải đi tập đây. Còn bây giờ là với mọi người trong buổi chiều đúng không? À, mình cũng không rõ là mọi người đang định xem cái này là cái gì, vào buổi nào, nhưng mà thôi, vì là mình hay đăng vào buổi tối thời gian ở Việt Nam, nên là chúc mọi người ngủ ngon. Bye bye.